Có rất nhiều báo cáo ghi nhận những trường hợp du hành thời gian khi đang làm các công việc thường ngày. Cho đến bây giờ, khoa học vẫn chưa thể đưa ra được bất cứ lý do nào thích hợp để giải thích điều bí ẩn này. Di sản đáng kinh ngạc của Albert Einstein bao gồm hơn 300 bài báo khoa học tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới hơn nửa thế kỷ kể từ khi ông qua đời. Và trong khi Einstein định nghĩa lại sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, có lẽ đóng góp lớn nhất của ông cho nhân loại vẫn là du hành thời gian. Chính thuyết tương đối đặc biệt, tốc độ ánh sáng và thuyết tương đối rộng của Einstein cho phép khả năng du hành thời gian thật sự. Một số nhà khoa học ngày nay tin rằng thuyết tương đối của Einstein tạo ra khả năng du hành qua một cánh cổng hoặc lỗ sâu gọi là cầu Einstein-Rosen, một dị thường không gian thật sự có thể là cửa ngõ dẫn đến các vũ trụ song song. Giáo sư vật lý và thiên văn học Michael Denning của Đại học California cho biết, trong lý thuyết tương đối rộng, không gian thật sự hoạt động giống như một thứ mà bạn có thể uốn cong, bẻ cong và tạo ra các lỗ bên trong. Vậy cầu Einstein-Rosen là một ví dụ cụ thể về lỗ sâu. Và lỗ sâu như một cấu trúc trong không gian và thời gian liên quan đến việc xé một lỗ trong không gian, kéo căng vật chất. Nếu bạn nghĩ không gian là vật chất và kết nối lại nó ở một nơi khác, cầu Einstein-Rosen lấy hai điểm trong không gian và kết nối chúng. Vì vậy, nếu bạn đi du lịch ở đầu này, bạn sẽ đi ra đầu kia. Mặc dù hai điểm đó xuất hiện ở các vũ trụ khác nhau, nhưng về cơ bản, nó là một dịch chuyển tức thời hoặc thứ gì đó cho phép bạn di chuyển giữa hai nơi xa nhau ngay lập tức. Liệu lỗ sâu lý thuyết của Einstein có thực sự đóng vai trò là cánh cổng dẫn đến vũ trụ khác không? Và liệu có thể sẽ mở ra một cánh cổng mà một ngày nào đó sẽ thiết lập liên lạc giữa con người và người ngoài hành tinh? Khi chúng ta xem xét ý tưởng rằng có những lỗ sâu và rằng những lỗ sâu này thật sự được chấp nhận bởi một số cá nhân xuất sắc nhất hành tinh, điều bạn bắt đầu thấy là tất cả những mảnh ghép này đều được đặt ra để gợi ý rằng có sự sống thông minh ở đâu đó trong vũ trụ và cũng có khả năng hoặc khả năng là chúng ta đã có liên hệ trong quá khứ, hoặc có liên hệ hiện tại, hoặc cũng có thể có liên hệ trong tương lai. Có phải công trình vĩ đại của Albert Einstein thật sự là một nỗ lực suốt đời nhằm thiết lập mối quan hệ với người ngoài hành tinh? Có phải những sinh vật ở thế giới khác đã cung cấp cho anh ta thông tin về cách vượt qua cả không gian và thời gian? Nếu vậy thì tại sao? Tác giả Philip Cobbins cho rằng, chúng tôi thấy rằng những khám phá vĩ đại nhất xuyên thời gian và không gian không đến từ sự làm việc chăm chỉ hay lao động cực lực, mà thật sự là thiên tài bằng cách nào đó có thể tiếp cận một lĩnh vực và lĩnh vực đó có thể tải khá nhiều thông tin đó xuống họ và khiến họ mãi mãi được nhớ đến như những thiên tài. Trong lịch sử, có một số người có thiên tài thật đáng kinh ngạc, giống như họ có thể nhìn thấy tương lai và họ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thế giới lúc đó và trong tương lai, như những gì họ sắp làm sẽ thay đổi thế giới một cách đáng kể mãi mãi. Chúng ta có xu hướng nghĩ về nền văn minh như dòng chảy thông tin này, rằng bằng cách nào đó, qua dòng thời gian, chúng ta đã tiến bộ. Nhưng thật sự đây không phải là như vậy. Chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn về phía trước, bởi vì trong khoảng thời gian đó đã có một số thiên tài nhất định đang sống. Liệu có phải người ngoài hành tinh đang tăng tốc khả năng nhận thức của một số ít người được chọn để giúp phát triển hơn nữa nền văn minh nhân loại như một số nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại tin tưởng? Điều này có thể giải thích được cấu trúc thần kinh đặc biệt của Albert Einstein không? Có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bộ óc được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới có mật độ tế bào thần kinh đệm cao hơn và thùy đỉnh rộng hơn não người bình thường và khỏe mạnh như não của một chàng trai trẻ? Khi đó, ông ấy đã qua đời. Đó là bằng chứng phi thường. Nếu bạn có thể nghiên cứu bộ não của một số thiên tài khác, Isaac Newton, của Nikola Tesla, và có lẽ bây giờ, với một người như Stephen Hawking, có thể chúng ta sẽ thấy rằng bộ não của họ cũng khác biệt đáng kể so với của một con người bình thường. Dường như có điều gì đó trong DNA của chúng ta khiến chúng ta đi theo một hướng, và dường như chúng ta có ở một con người bình thường, nhưng cũng có một số thứ trong DNA có thể khiến chúng ta trở thành thiên tài. Và chắc chắn Einstein là một trong số đó, nhưng điều làm cho công tắc này hoạt động là điều mà chúng ta hoàn toàn không có khả năng giải đáp. The Mahabharata, trong văn bản thiêng liêng của Ấn Độ được viết vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, vua Revata được mô tả là du hành lên thiên đường để gặp thần sáng tạo Brahma, rồi quay trở lại trái đất hàng trăm năm sau trong tương lai. Một số nhà nghiên cứu tin rằng câu chuyện Hindu này có thể là một trong những ghi chép lâu đời nhất về việc du hành thời gian thành công trong quá khứ xa xưa. Tác giả người Mỹ David Turek giải thích,
Có câu chuyện về một vị vua tên là Revaita, và anh ta được đưa vào không gian để gặp các vị thần. Và khi quay trở lại trái đất, anh thấy rằng nhiều thời đại đã trôi qua và đã hàng trăm năm rồi. Và đây chính là điều sẽ xảy ra với những người du hành vũ trụ cũng như du hành thời gian. Bạn nghĩ rằng mình chỉ đi được vài ngày, nhưng khi quay trở lại trái đất, bạn phát hiện ra rằng mình đã ra đi hàng trăm năm. Giống như truyền thuyết về hẻm núi Draco, những câu chuyện tương tự về du hành thời gian có thể được tìm thấy trên khắp thế giới cổ đại. Ở Nhật Bản, truyền thuyết về Urashima Taro kể chi tiết chuyến viếng thăm của một ngư dân tới vị thần bảo vệ biển cả, Ruchin, trong một cung điện dưới nước trong khoảng thời gian tưởng chừng như chỉ có 3 ngày. Khi trở về làng chài của mình, anh nhận ra rằng mình ra đi đã 300 năm và ngôi nhà của anh ấy đang trong tình trạng đổ nát. Mọi người anh biết đều đã qua đời từ lâu, không ai nhớ đến anh và gia đình anh. Và trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, những mô tả về nhà tiên tri Jeremiah ở Jerusalem giống một cách kỳ lạ với cả hai câu chuyện du hành thời gian này. Ngay cả trong Kinh Thánh, nhà tiên tri Jeremy cũng ngồi cùng với một vài người bạn của mình và có một cậu bé tên là Abimelech. Jeremy nói với Abimelech rằng: "Hãy ra khỏi Jerusalem, ở đó có một ngọn đồi và hái trái vả cho chúng ta." Cậu bé đi ra ngoài và hái những quả sung tươi. Đột nhiên Abimelech nghe thấy tiếng động và tiếng gió trong không khí, rồi cậu bé bất tỉnh. Cậu bé bị mất ý thức. Một lúc sau, cậu ta lại tỉnh dậy và thấy trời đã gần tối. Vì vậy, Abimelech chạy trở lại thành phố, nhưng nơi này đầy rẫy những người lính lạ, và cậu bé thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Jeremy và những người khác ở đâu?" Và một ông già nói: "Đó là 62 năm trước, đó là một câu chuyện du hành thời gian được viết trong Kinh Thánh." Ở miền Nam Ai Cập, đảo Agikia, ở đây chỉ cách Aswan 9 km về phía thượng nguồn, trong thung lũng sông Nin, có đền thờ Isis, được xây dựng vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ngôi đền là trung tâm thờ cúng nữ thần sinh sản và thiên nhiên của Ai Cập cho đến thế kỷ thứ sáu sau công nguyên. Isis trở thành vị thần quan trọng nhất mà Ai Cập cổ đại từng có. Cô đã kết hôn với anh trai mình, Osiris, và cùng nhau, họ thật sự đã trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng mà mọi người đều mong muốn trở thành. Cô được coi là biểu tượng của sự sống, trong khi Kiros được coi là vị thần cai trị cái chết. Và vì vậy, dù bạn còn sống hay đã chết, bạn luôn có thể đồng cảm với Isis và Osiris. Theo tín ngưỡng tôn giáo của người Ai Cập cổ đại, nữ thần Isis được mệnh danh là mẹ thiên liêng và được cho là linh hồn của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, Sirius. Đối với người Ai Cập cổ đại, Osiris là Orion, chồng sau đó thật sự là hiện thân sống động của thần Osiris vĩ đại. Sirius là đại diện cho vợ, em gái và phối ngẫu của anh, Isis. Về cơ bản, cả hai cùng nhau cai trị bầu trời và cuộc sống của chính người dân Ai Cập. Nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả người Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Nhật Bản, đều có niềm tin và truyền thuyết rằng các vị thần đã tạo ra chúng ta đều đến từ Sirius. Và ngôi sao này là một ngôi sao cực kỳ quan trọng đối với hầu hết các nền văn hóa cổ đại. Tác giả William Henry cho biết, kiến thức này ban đầu xuất hiện ở Ai Cập cổ đại và ở châu Phi với bộ tộc Dogon, những người đã dạy rằng các sinh vật ánh sáng đến từ Sirius và tạo ra loài người. Và rõ ràng là rất nhiều nền văn hóa sở hữu thông tin về Sirius và họ tách Sirius ra khỏi mọi thứ khác và nó không liên quan gì đến độ sáng của nó. Nó liên quan đến thực tế là bằng cách nào đó Sirius chịu trách nhiệm cử sứ giả đến để giáo dục chúng ta. Tại triển lãm hàng không Singapore vào tháng 2 năm 2014, một công ty quân đội của Israel có tên Rafael Advanced Defense System tiết lộ chi tiết về hệ thống phòng thủ bằng laser có khả năng bắn tên lửa từ trên trời bằng một xung năng lượng. Phần cứng quân sự của tương lai được gọi là Iron Beam. Khái niệm về Iron Beam về cơ bản là tia laser năng lượng cao được thiết kế để làm nóng nhanh chóng mục tiêu mà nó nhắm tới. Máy bay không người lái, tên lửa, bất cứ thứ gì có thể phát động một cuộc tấn công vào thành phố đều có thể bị phá hủy trên bầu trời bởi Iron Beam. Điều này nghe rất giống tia tử thần của Tesla. Tác giả David Childress cho biết, đây chính xác là loại công nghệ mà Tesla đã nói đến trong những năm 1920 và 30 về việc sử dụng những vũ khí chùm tia này để bắn hạ tên lửa và đạn pháo. Bộ chiến tranh đứng về phía Einstein và bom nguyên tử của Oppenheimer, không đứng về phía Tesla. Nhưng bây giờ những gì chúng ta đang thấy là Israel đang phát triển công nghệ chùm ion này, bởi vì họ nhận ra rằng vũ khí nguyên tử có sức tàn phá quá lớn.
Phải chăng Tesla đã phát triển công nghệ xem thời gian hoặc du hành thời gian và ông đã biết về những phát triển này? Tesla từng được trích dẫn rằng, hiện tại là của họ nhưng tương lai mà tôi thật sự nỗ lực vì nó là của tôi. Trên thực tế, Tesla có nhìn thấy được tương lai không? Có thể chùm tia sắt là bằng chứng cho thấy các kế hoạch về tia tử thần không chỉ tồn tại mà thậm chí có thể đã bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu và thực hiện. Có người cho rằng Nikola Tesla không chỉ tiếp xúc với người ngoài hành tinh mà còn được họ gửi đến trái đất này để hoàn thành sứ mệnh và mở ra một thời đại mới cho nhân loại. Một trong những câu hỏi lớn là Tesla là ai? Theo nghĩa nào đó, ông ấy có phải là một hình đại diện hay một đấng giác ngộ đến trái đất để giúp đỡ con người? Không ai thật sự biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả các nghệ sĩ vĩ đại và Tesla tự coi mình là một nghệ sĩ đều cảm thấy rằng công cụ của họ có mục đích cao cả hơn. Và Tesla chắc chắn cảm thấy rằng ông ấy đang làm việc theo những hướng đó. Rabbi Erubazadot, người sáng lập trường Kosher Torah cho rằng có một chương trình nghị sự cho nhân loại, có một kế hoạch và trong mọi thế hệ, bất cứ sức mạnh nào đằng sau kế hoạch đều sẽ gửi đến trái đất một số linh hồn cụ thể. Những người bẩm sinh có thiên hướng hơn và có thể trở thành người tiếp nhận những kiến thức cao hơn. Tại Stowe, Connecticut, tháng 1 năm 2012, trong phòng thí nghiệm tại Đại học Connecticut, nhà vật lý lý thuyết Ronald Mallet trình diễn mô hình quy mô lớn của cỗ máy thời gian. Bằng cách sử dụng một thiết bị gọi là laser vòng tạo ra chùm ánh sáng tuần hoàn, giáo sư hy vọng có thể chứng minh rằng ánh sáng xoắn thật sự bẻ cong không gian, tạo thành một vòng lặp trong thời gian. Ông trình bày về công trình của mình. Bây giờ, điều đang xảy ra ở đây là những tia laser này. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng chúng thật sự đang tạo ra một dạng ánh sáng tuần hoàn. Và mô hình ánh sáng tuần hoàn đó thật sự đang xoắn lại khoảng trống ở đây. Sự xoắn của không gian cuối cùng sẽ dẫn đến sự xoắn của thời gian. Trong lý thuyết của Einstein, cả hai đều có mối liên hệ với nhau và vòng xoắn thời gian đó sẽ là nơi du hành thời gian diễn ra. Bởi vì nếu bạn coi thời gian là một đường thẳng, thì nếu chúng ta vặn xoắn không gian, thì điều sẽ xảy ra cuối cùng là không gian sẽ xoắn thời gian thành một vòng lặp. Vì vậy, bước đột phá trong công việc của tôi là sử dụng ánh sáng để điều khiển thời gian và thật sự cho phép khả năng quay ngược thời gian bằng ánh sáng. Mặc dù đây chỉ là nguyên mẫu, nhưng Mallet tin rằng ông ấy có thể tạo ra một cỗ máy thời gian hoạt động được chỉ trong vòng 10 năm nữa. Ông tin rằng năng lượng của chùm ánh sáng sẽ tạo ra một trường hấp dẫn đủ mạnh để kéo một neutron quay tròn theo thời gian. Ông cho biết, giả sử tôi sẽ gọi spin lên là 1 và tôi sẽ gọi spin xuống là số 0. Hãy tưởng tượng tôi gửi một dòng neutron có spin lên, spin xuống, spin lên. Bạn ở đó là gì? Đó là mã nhị phân. Vì vậy, bằng cách sử dụng spin của neutron, tôi có thể gửi một mã nhị phân. Mã này có thể được dịch thành tin nhắn. Nhưng cuối cùng, liệu công nghệ này có thể gửi những vật thể lớn hơn xuyên thời gian, như con người hay tàu vũ trụ không? Thuyết tương đối của Einstein cho phép tạo ra cái gọi là cầu Einstein-Rosen, cái mà ngày nay chúng ta gọi là lỗ sâu. Nó mở ra khả năng chúng ta có thể du hành từ điểm A đến điểm B ở một nơi khác trong vũ trụ, như thể không có gì ở đây. Vậy nếu tồn tại khả năng du hành tức thời, từ đầu này đến đầu kia của vũ trụ thông qua các lỗ sâu, liệu có bằng chứng nào cho thấy công nghệ như vậy đã được sử dụng trong quá khứ xa xưa không? Tác giả William Henry khẳng định rằng, người Ai Cập cổ đại đã biết về việc du hành qua cổng sao và lỗ sâu. Bằng chứng mà tôi phát hiện được là ở đền thờ Hathor ở Dendera. Khi bước vào ngôi đền này, bạn nhìn lên trần nhà, được gọi là trần thiên văn, và bạn sẽ thấy các vị thần như những sinh vật ánh sáng thăng thiên đang du hành trên con tàu vĩnh hằng của họ. Và nó gợi ý cho tôi rằng, người xưa không sử dụng thuật ngữ lỗ sâu cho những cổng du hành thời gian này, mà rõ ràng đã nói về điều tương tự.